Chuyển sang thông tin thời tiết đáng chú ý, cảnh báo mưa dông, lốc sét, gió mạnh tiếp tục được đưa ra cho khu vực phía Nam trong chiều tối nay. Thông tin chi tiết sẽ kết thúc chương trình trưa nay của chúng tôi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị. Gió mùa Tây Nam chi phối và gây mưa cho các khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ trong chiều tối và đêm nay. Mưa rào với lượng mưa từ 20 đến 40 mm, có nơi trên 70 mm trong thời gian ngắn, khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Di chuyển trong điều kiện thời tiết mưa gió, quý vị lưu ý điều khiển các phương tiện với tốc độ chậm, giữ khoảng cách giữa các xe, quan sát kỹ khi cần vượt hoặc rẽ hay chuyển làn, tốt nhất nên hạn chế ở ngoài trời khi mưa dông.